Tôi là Hóa, hiện tại đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hiện nay công ty chúng tôi có chuyến khảo sát vượt qua 500 cây số để tới xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình để khảo sát thiết kế cho anh Phong một ngôi biệt thự 2 tầng tại đây. Thì mời mọi người cùng chúng tôi theo dõi cái quá trình khảo sát của công ty chúng tôi xuống phục vụ anh Phong tại đây nhé. Trong đây là cái khuôn viên hiện trạng khu đất nhà anh Phong tại khu vực Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình. Thì anh dự kiến xây dựng ngôi biệt thự 2 tầng tại đây với hướng 248 độ Tây Nam. Hướng bắt đầu xây nhà từ cái chỗ vị trí này hất lên thôi. Đấy, và phía đằng sau vẫn là đất nhà anh để bể phốt rồi. Khu công trình vệ sinh sẽ để lùi về đằng sau. Đấy, để lùi vào sau bếp. Để về phía sau luôn. Đấy, nhà anh làm hai sảnh, sảnh chính phía bên này và một sảnh phía bên này luôn. Đấy, đất nhà anh đây là khu vực đất đồi nhá, cấp điện phía đằng sau, đấy, cấp nước phía đằng sau, có giếng nước đây và thoát thì cũng phía đằng sau luôn. Thì là toàn bộ cái khuôn viên hiện trạng của đất nhà anh. Thank you.